kìa, quá chuẩn nha. Nhiều nước chưa? Rất nhiều nước đúng không? Nó đặc biệt rồi mà, thì là thịt nhá. Quả này không ngon. Đây là chửa sáp. Quả nào ngon này? Quả này ngon này, mọng này. Mày quay cả mặt tao này, đẹp dai này, mày chỉ quay mặt kìa. Ô, đầy hết cả càm. Hai quả đầy cốc à? Nó mặn lắm mà. Cái tô mà đá còn đường. Wow. Đá thôi, đường gì đâu. Đấy. Đây cái thìa đây.